Đầu tiên các bạn nên khỏ ấm để làm mềm lớp keo trước khi rạch nhé. Tiếp theo các bạn hãy sử dụng miếng bìa cứng và mỏng để rạch hết lớp keo dưới phần nắp lưng ra. Chúng ta cứ rạch cho đến khi mở được nắp lưng Galaxy Z Fold 2 ra là được. Chúng ta cứ rạch cho đến khi nào miếng nắp lưng rời khỏi máy như trong video.
Nếu thấy video này hay thì các bạn hãy like, share và có bất kỳ câu hỏi nào các bạn cứ để lại lời bình luận ở phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi. You know.